lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thông tin ông trần việt thế sơn công chức công tác tại hạt kiểm lâm huyện nam đông vừa bị cơ quan công an thực hiện lệnh bắt để điều tra các hành vi liên quan đến vụ án vận chuyển lâm sản trái phép xảy ra tại địa phương này sau khi thực hiện lệnh bắt đối với ông trần việt thế sơn thì cơ quan công an cùng có thông báo gửi đến chức cục kiểm lâm thừa thiên huế cùng theo lãnh đạo chức cục kiểm lâm thừa thiên huế trước đó sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thừa thiên huế có quyết định điều động công chức với ông trần việt thế sơn từ hạt kiểm lâm huyện nam đông để một đơn vị mới, nhưng sau đó có quyết định thu hồi do ông Sơn thuộc diện bị cơ quan công an điều tra, sẵn bên vụ án vận chuyển lâm sản trái phép và chồng người thi hành công vụ. Nguồn tin của phóng viên liên quan đến chuyên án vận chuyển lâm sản trái phép xảy ra tại huyện Nam Đông ngày 29 tháng 12, công an huyện Nam Đông, công an Thạch phố Huế, viện kiểm sát nhân dân tỉnh cùng cả phòng chuyên môn công an tỉnh đồng loạt thi hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lên khám xét, lên bắt bị can để tạm giam lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với chín bị can có hành vi phạm tội mua bán, tăng trữ, vận chuyển lâm sản trái phép. Cố định tại điều 232 Bộ luật hình sự. Cơ quan chức năng cùng tiến hành giám định tăng vật thu giữ liên quan đến vụ án. Theo đó, 83 phát gỗ do các đồ tượng vận chuyển được xác định là gỗ kiên kiên phú quốc thuộc nhóm 1A trong danh mục loài nguy cấp quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ.